Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay em xin test hai con máy. Em vừa mới sửa xong cho bác đắc đĩa. Số điện thoại 498 nhé. Máy bác giờ mới xong. Em cố gắng sửa cho bác. Thì, hai chiếc máy, một cái máy hài xòa của bên em. Bác mua cũng được khoảng 3 4 năm rồi. Giờ gửi về đây sửa. Đây em xin test máy luôn nhé. Đây nha bác. Chạy luôn đây. Em nối của bác luôn nhé. Máy vẫn còn rất khỏe luôn. Bóng trắng xóa. Trắng bóng nhé. Bây giờ vẫn rất là đạt, rất là ok. Thì đây em mới test xong một máy. Giờ em xin test luôn con máy Trung Quốc của bác này. Đại bàng. Con máy này thì cháy hết giờ công suất nhé. Cháy sạch ra công suất luôn. Không biết là bác dùng thế nào. Còn máy này thì là cháy tụ, cháy phần mâm xung. Tụ thì dùng lâu có thể là nó 3 4 năm rồi thì nó cũng hỏng, nó cũng già yếu rồi. Thay thì cũng phải điều đương nhiên nếu mà tụ. Còn dàn công suất thì như con máy của em ấy thì 3 4 năm rồi nó cũng chưa hỏng. Đây em xin test luôn chứ. Đây chạy ok chứ. Bấm xung rồi à. Máy khỏe hơn rất nhiều chứ. Vì em thay toàn đồ xịn, đồ chất lượng, đồ mới. Nên là công suất máy rất khỏe. Các bác nào có nhu cầu thì sửa chữa máy móc gì đấy, nâng cấp máy móc thì các bác cứ gửi về cho cơ sở bên em nhé. Cơ sở bên em là số điện thoại 0838 90 5512, địa chỉ ở gần cây xăng, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Em là các bác cứ ghi là CTHM Minh Hoàng.